giờ bạn hỏi ta về đâu, đi đâu. Hướng đi cho cuộc đời, đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời. Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời, được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vina Home Loan. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Xin trân trọng kính chào toàn thể ông bà, anh chị em. Chúng ta đang bước vào những ngày đầu năm mới, nhất là ở Việt Nam chúng ta gọi là ngày năm mới âm lịch. Nhưng mà cả nước Mỹ này, người Việt sống tha hương vẫn có cơ hội để cùng với đồng bào ở trong nước để đón mừng năm mới âm lịch. Và tôi xin kính chào thầy Lê Minh Thảo và chào toàn thể ông bà, anh chị em. Dạ, xin kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta trong mùa xuân này. Thầy Thảo ơi, chúng ta đang bước vào năm mới và trong cái chương trình phát thanh rất là mới mẻ của tuần lễ mới này thì tôi muốn cùng thầy thảo luận về người Việt tha hương nên tìm kiếm một cái bài học gì cho bản thân của mình, của gia đình mình, nhất là của dân tộc mình trong năm mới đó. Thầy có bao giờ nghe nói về kinh nghiệm giáo dục của người Do Thái trên thế giới không? Dạ, tôi thấy người Do Thái rất chú trọng vào vấn đề giáo dục.
chú trọng vào vấn đề giáo dục hơn cả xây dựng sự nghiệp, tiền tài hay là bất cứ một cái lĩnh vực nào khác, bởi vì các dân tộc trên thế giới đó, thí dụ như tôi nói, thí dụ như người Trung Hoa đi chẳng hạn, họ thích xây dựng tiếng tăm để cho những người đời sau nhắc nhở về họ, họ thích làm giàu, thích làm quan, thí dụ vậy. Nhưng mà như một sư nói, người Do Thái thì họ chú trọng về giáo dục, và tôi thấy điều này rất là quý, cho nên cái vốn sống của người Do Thái rất là phong phú và họ còn truyền lại mà chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ họ đó, mục sư. Và tôi nghĩ rằng có một cái bài học quý cho gia đình và cho dân tộc chúng ta, thì nếu mà hỏi ý kiến người Do Thái thì chúng ta có rất nhiều điều để học đó. Thì ngày hôm nay về nhiều phương diện đó, người Do Thái vẫn còn dạy cho thế giới những cái bài học rất là quý trong cái đời sống gia đình, trong đời sống kinh tế, trong đời sống xã hội. Thì Thảo có thấy cái gương tốt nhất để chúng ta có thể bắt đầu học nơi người Do Thái về vấn đề giáo dục là vấn đề gì không? Thưa mục sư, tôi thấy người Do Thái dạy một điều mà người Việt Nam của chúng ta cũng rất là chú trọng, là vấn đề đạo đức, đó là vấn sự hiếu thảo trong gia đình. Người Do Thái dạy cách con cái phải đối xử với cha mẹ như thế nào, để từ đó gia đình, bản thân người đó được phước. Và khi mà gia đình được phước, gia đình hạnh phúc đó, thì quốc gia sẽ thịnh vượng. Ta thấy cái nguyên tắc đó cả ngàn năm nay đối với người Việt Nam của chúng ta cũng vậy, cho nên và người Việt Nam của chúng ta cũng rất chú trọng đến cái đạo nghĩa, đạo lý ở trong gia đình. Cho dù một người có thành công cách mấy ở bên ngoài bao nhiêu, nhưng nếu như người đó không ứng xử phải lẽ ở trong gia đình thì xã hội cũng không có tôn trọng cái người đó đâu. Bởi vì cái mối quan hệ trong gia đình, mối quan hệ con cái với cha mẹ, cái lòng hiếu thảo mình mà mình không thể làm được, thì mình cho dù có thành công ở bên ngoài thì cái đó cũng chỉ là sự ích kỷ, sự tư lợi mà thôi, nó không được xã hội hoan nghênh, và chính bản thân của người đó cũng không thấy được thỏa lòng. Thấy điều đầu tiên mà người Do Thái nói chung để lại cái gương tốt cho nhân loại từ trong gia đình ra ngoài xã hội đó, đó là ngay từ khi còn nhỏ đó, người Do Thái đã dạy trẻ em biết quý trọng, biết đánh giá tốt cái quyển sách mà các em bắt đầu học từ trong khi còn nhỏ cho đến khi lớn. Và quyển sách đó người Do Thái gọi là sách ngũ kinh hay là sách Torah, và nghĩa là nó bắt đầu bằng việc mỗi ngày đó thì nó được dạy cho trẻ em là hỡi Israel hãy nghe, hãy nghe. Thì bây giờ các em hãy nghe, mỗi buổi sáng thì các em hãy nghe. Và cái ý thức đầu tiên của các em là các em là một người Do Thái, em phải bắt đầu từ trong gia đình. Và người Do Thái thì bắt đầu bằng cái niềm tin hay là cái đức tin của bản thân người Do Thái. Thì trong Kinh Thánh có một cái bài học chúng ta có thể áp dụng được cho người Việt Nam của chúng ta. Đó gọi là Kinh Thánh là cuốn sách đầu tiên mà ngay từ khi còn nhỏ các em phải học và phải yêu cái cuốn sách đó. Những bà mẹ thì dùng những cái lời trong kinh sách để dạy em từ khi còn ở trong bụng ra, rồi mỗi ngày thì bà mẹ lại nói chuyện với các em giống như là người ta gọi là thai giáo hay là gì đó, tức là dạy cho trẻ em ngay từ khi trong bụng mẹ. Thì Thảo biết cái người mẹ dùng cái bài học gì để dạy cho các em ngay từ khi còn nhỏ hay không? Tôi thấy ngày nay có nhiều người cho nhiều mẹ người mẹ đó cho con của mình nghe nhạc giao hưởng, kể chuyện, bởi vì trong cái khi kể chuyện đó, người mẹ cũng truyền được cái lời nói, cái âm thanh, cái cảm xúc của mình cho con, dù con mình vẫn còn ở trong bụng. Tôi thấy những cái điều đó rất là tốt đó, mục sư. Ngày xưa thì người ta chưa nghĩ đến vấn đề đó, người ta giáo dục con khi con đã được sinh ra rồi,
trong cái môi trường Do Thái đó, mấy ngàn năm xưa, mấy ngàn năm văn hóa của họ đó, thì tôi thấy họ dùng Kinh Thánh, họ dùng Kinh Thánh làm cuốn sách quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người Do Thái. Cho dù có mất tất cả đi nữa, nhưng mà Kinh Thánh là không được mất. Ý tôi nói là Kinh Thánh phải được cất trong tâm, trong trí, trong lòng, trong linh hồn của mỗi người. Bởi vì đó là lời dạy của Chúa, đó là nguyên tắc được phước. Nếu như mình xa rời cái nguyên tắc thì mình sẽ không thể nào đi đến đích, đi đến đúng hướng của cuộc đời của mình. Cho nên tôi nghĩ nhân chuyện đầu năm, chúng ta bàn chuyện năm mới, chúng ta cũng cần bàn về những điều mà Kinh Thánh dạy dỗ để chúng ta được phước như thế nào. Tôi thấy ví dụ như người Việt Nam của chúng ta hay chúc nhau là chúc thọ đầu năm. Chúng ta người Việt, chúng ta chúc cho cha mẹ của mình sống thọ, chúng ta chúc cho ông bà của mình sống thọ, nhưng làm sao để được sống thọ thì lại là một vấn đề khác, phải không quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh có nói về điều đó. Kinh Thánh có nói về điều đó, thì như tôi thấy sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 16 đó, Kinh Thánh nói vấn đề, nói rất là rõ làm sao để mà được sống thọ. Ví dụ như Kinh Thánh nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và được phước trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Tôi thấy Kinh Thánh nói quá hay. Để được phước và được sống lâu đó thì con phải hiếu kính cha mẹ của con. Đó là điều cơ bản và rõ ràng nhất mà tôi thấy ai cũng có thể hiểu, không cần phải nhà thần học cao siêu, lý giải cao siêu. Đây là điều rất dễ hiểu. Con hãy hiếu kính cha mẹ con thì ta là Chúa, ta sẽ cho con sống lâu trên đất và con sẽ được phước. Tôi thấy đây là một nguyên tắc rất là hay và rất là thực tế mà ai cũng có thể áp dụng. Thưa mục sư, là sư trong những ngày Tết, mục sư có được con cháu chúc sống lâu hay không, và con cháu có bày tỏ lòng hiếu thảo đối với mục sư hay không? Cảm ơn thầy Thảo. Bắt đầu vấn đề giáo dục từ gia đình rất là tốt, nhưng mà tôi muốn đi ngay từ đầu đó, đi từ ABC để mà nó tiến lên. Thì chúng ta sẽ tiến tới cái bài học đó, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm về giáo dục á, là chúng ta phải đi ngay từ đầu. Thì đối với người Do Thái đó thì nó bắt đầu từ cái ngày đầu tiên đi. Đầu tiên thì mình học cái gì cái đã, rồi lần lần tiếp theo mình học cái gì thì cũng một thế ấy. Thì bây giờ tôi cũng dùng lời của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm lịch sử của người Do Thái để chia sẻ cái bài học, rồi lần tới chúng ta sẽ tiếp tục học và noi gương người Do Thái. Điều đầu tiên mà người Do Thái nói với con em của mình là lời của Chúa bắt đầu bằng một cái người ta gọi là hỡi Israel hãy nghe. Ngay khi còn nhỏ là các em phải nhớ hỡi Israel hãy nghe. Thì cái bắt đầu nó như thế nào? Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 đó. Thì nó có cái câu như thế này. Rồi lần lần chúng ta sẽ đi đến 10 cái điều răn, giống như là hiếu kính cha mẹ là một trong 10 cái điều răn đó. Đây là điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó ở trong xứ mà các ngươi sẽ vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Đức Chúa Trời trọn đời ngươi và con cháu của ngươi, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Chúa truyền cho các ngươi để các ngươi được sống lâu ngày. Đó là mở đầu của một cái lời khuyên dạy lâu dài thường trực hàng ngày đó. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Đây là lời dạy
của ông Môi-se là người lãnh đạo của người Do Thái nói với mỗi gia đình, nói với người cha, người mẹ Do Thái là anh chị em sẽ sống ở một cái xứ gọi là đường sữa và mật, một cái xứ mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Do Thái, thì để có thể sống lâu ngày ở đó và sống lâu, sống có phước đó. Giống như việc của chúng ta bây giờ, chúng ta nói với con cháu là để được sống ở Mỹ và sống lâu ngày, phát triển giàu có và thịnh vượng ở nước Mỹ này đó, thì tất cả chúng ta đều phải ghi nhớ. Chúng ta ghi nhớ cái gì? Hỡi Israel, hãy nghe. Tôi muốn áp dụng câu này đối với người Việt Nam, mình cũng có thể nói như vậy. Hỡi các em Việt Nam, hãy nghe. Tùy theo cái dân tộc, nhưng mà đây là cái nền tảng để chúng ta nghe đó. Ở Israel hãy nghe, và đây là điểm mà người Do Thái sử dụng mỗi ngày đó, bắt đầu mỗi ngày. Ở Israel hãy nghe, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa có một, không có hai. Thầy Thảo thấy có cái điểm gì cần phải học được hay không? Trước khi giải thích, tôi muốn đọc thêm mấy cái câu này để cho chúng ta nắm vững cái ý mà những nhà giáo dục muốn nói, và chúng ta phải thi hành, nghe và hãy phải làm theo như thế nào. Tôi xin đọc tiếp. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng của ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay của mình như một cái dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa nhà của ngươi. Đó là cái lời mà đầu tiên mà cha mẹ dạy và phải nói đến trong mỗi đầu sáng sớm, phải nói như vậy, con em phải nhớ và phải học tục như vậy. Thì không biết thầy Thảo có nhìn thấy cái điểm này là quan trọng và nó cụ thể chi tiết như thế nào? Dạ, tôi thấy kinh thánh của người Do Thái đó, tức là kinh thánh cựu ước của chúng ta ngày nay đó, nó bao hàm nhiều ý nghĩa về đạo đức trong đó. Con cái cần phải hiếu kính cha mẹ, và con cái cần phải làm theo lời của Chúa để được phước sau này lớn lên, trưởng thành, thành một người có trách nhiệm trong xã hội. Một người Do Thái không thể nào lớn lên chỉ thành công về mặt kinh tế, về mặt danh vọng mà không có được trang bị kinh thánh trong lòng của mình. Điều đó là một điều thất bại cho gia đình chứ không phải là sự thành công. Cho nên dẫn dắt con cái của mình biết kính sợ Chúa ngay từ thuở bé bằng những lời của Kinh Thánh dạy dỗ. Kinh Thánh nhắc nhở mỗi gia đình phải thường xuyên đọc lời của Chúa, đọc Kinh Thánh Chúa cho con cái của mình nghe. Cho dù là khi đứng, khi nằm hay khi đi, hay là bằng những cái hình ảnh như là treo câu gốc ở trên cửa nhà, ở trên cột nhà, viết ra thành ra ngoài cái bảng để cho con cái của mình thấy và nó nhớ, nó nhập tâm. Tôi thấy đây là những cái phương cách rất là cụ thể để mà nó gây một cái ấn tượng sâu đậm vào lòng của con trẻ đó, mục sư. Đây là một cái phương pháp rất là hay. Vâng, cho nên hôm nay tôi nghĩ cái bài học đầu tiên để chúng ta noi gương người Do Thái để dạy cho các em đó, là bài học đầu tiên mà dạy cho mỗi em, mỗi người, mỗi ngày, đó là Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa, cội nguồn của chúng ta, Đấng sáng tạo chúng ta và Đấng ban sự sống cho chúng ta, Đấng cho chúng ta sống trên cuộc đời này để đạt được cái mục tiêu sự vinh hiển của Chúa. Đó là cái điều thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đấng có một, không có hai. Thì điều này nó cũng phù hợp với lời của Chúa trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 17 nói rằng: nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nước vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được,
tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Đó là một câu kinh thánh quan trọng mà chính chúng ta, những người lớn này, cũng cần phải học thuộc và phải bắt đầu học để có thể dạy lại con cái của mình. Tôi xin nhắc lại, nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển, đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Đó là cái bài học đầu tiên để chúng ta dạy, và nó được nhắc lại là hỡi Israel hãy nghe, Đức Chúa Trời là đấng có một và không có hai. Và chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà kính mến Chúa và dạy dỗ lại cho con, cho cháu điều quan trọng này. Đức Chúa Trời đấng tạo hóa là đấng có một không hai. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là điểm chúng ta cần phải nhắc lại. Và không biết thầy Thảo có muốn cách gì để có thể dạy là cho các em biết Đức Chúa Trời là đấng có một không? Tại sao phải dạy Đức Chúa Trời là đấng có một không có hai, là cái điều đầu tiên mà phải dạy? Và đối với người Việt của chúng ta thì chúng ta nên suy nghĩ như thế nào về cái mạng lệnh này? Dạ, tôi thấy đúng là lòng người đó thì muốn tôn thờ đủ thứ hết. Chúng ta theo đuổi rất là nhiều thứ, chúng ta ao ước, và phải nói thật rằng chúng ta rất tham lam. Chúng ta muốn mọi điều lợi cho mình, nhưng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống theo cái đời sống đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải tôn vinh Chúa trước nhất. Và trong cái mục đích mà chúng ta cần phải tôn vinh Chúa trước nhất, Chúa cho chúng ta có một mạng lệnh. Đó là phải thờ phượng Chúa là đấng duy nhất. Đấng duy nhất đó phải là Đức Chúa Trời ở trong lòng của mỗi người. Rồi thì mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm. Nếu chúng ta tìm kiếm, chúng ta phấn đấu, Chúa sẽ ban thêm. Nhưng mà cái điều đầu tiên phải là Đức Chúa Trời ở trong lòng mỗi người. Và tôi thấy đây cũng là cái cách mà chúng ta theo đuổi chân lý. Bởi vì tất cả người Việt Nam chúng ta, người Á Đông chúng ta, ai cũng có một niềm tin về tôn giáo. Phải công nhận là như vậy. Nếu chúng ta không thờ thần này, chúng ta cũng thờ thần khác. Và nếu một người nào đó nói rằng tôi không thờ tất cả các thần nào hết á, thì người đó đang thờ cái bản ngã của mình. Bản ngã của người đó sẽ là trên hết. Và người đó dù có làm gì, quyết định điều gì cũng là phù hợp và ích lợi cho bản thân người đó mà thôi. Cho nên đó là một cái cách suy nghĩ mà Đức Chúa Trời không hài lòng. Đức Chúa Trời muốn rằng con người phải thờ phượng Chúa và duy nhất một mình Chúa là đấng duy nhất trong lòng của mọi người. Rồi thì mọi sự khác sẽ hài hòa, cuộc sống người đó sẽ được phước Chúa ban, rồi gia đình cũng vậy. Nếu gia đình mà mỗi người đều lấy cái bụng của mình làm Chúa mình, lấy cái tôi của mình làm vua trong gia đình thì cũng không thể nào hài hòa được gia đình. Nhưng mà khi mà có Chúa là đấng duy nhất ở trong lòng của mỗi người và trong mỗi gia đình đó, thì tự nhiên những cái điều khác sẽ được sắp xếp lại cho có trật tự. Cho nên tôi thấy điều răn của Chúa rất là tuyệt vời cho chúng ta. Cảm ơn thầy Thảo, và tôi muốn đi đến một cái kết luận là ngày hôm nay người Việt Nam của chúng ta cũng như đa số chúng ta được có cơ hội mà sống ở nước Mỹ này đó, thì chúng ta cũng học được nơi chính người Mỹ đó, họ cũng học được bài học này nơi người Do Thái. Là trong mỗi cái tờ đô la nó có cái chữ là In God We Trust. Đó là họ đã học được gương quan trọng đầu tiên của người Do Thái, là họ chỉ thờ một Đức Chúa Trời mà thôi. Và đối với người Do Thái thì Đức Chúa Trời được nói đến, In God We Trust, chúng tôi thờ trời, là Đức Chúa Trời mà người Do Thái đã khám phá, là tổ phụ của người Do Thái khám phá, là chỉ có một ông trời và danh của Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tự có và hằng có. Và Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong lịch sử của người Do Thái, lịch sử của loài người, và được ghi chép lại ở trong Kinh Thánh. Cho nên bài học đầu tiên mà tôi muốn dừng lại ở đây
để kêu gọi ông bà anh chị em là dù chúng ta ở đâu, ngay từ khi còn nhỏ hãy dạy cho trẻ em biết chỉ có một Đức Chúa Trời và Ngài là đấng chúng ta phải tôn thờ và Ngài là đấng chúng ta phải nhờ cậy luôn mỗi ngày. Và nó cụ thể hóa trong việc In God We Trust, mà tôi dịch sang tiếng Việt là chúng tôi thờ trời. Cho nên trong năm mới này, xin kính chúc ông bà anh chị em được mọi sự bình an, vui vẻ. Và hãy nhớ rằng tốt nhất chúng ta thờ trời. Nguyện Đức Chúa Trời được vinh hiển qua đời sống chúng ta và hướng dẫn mỗi đời sống chúng ta khi chúng ta nhớ đến cái nguồn cội của đời sống của chúng ta là Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn thầy Thảo tham gia chương trình này và xin hẹn gặp lại trong những cơ hội tới để chúng ta học biết thêm về Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài, kính chào quý vị thính giả và cầu xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta một mùa xuân mới với một làn gió mới, một đời sống mới, những phước hạnh tươi mới cho gia đình và cho cá nhân mọi người. Xuân sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao, nghe tin xuân đang về, rạt rào trong nắng ấm, ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Xin dâng cha xuân này, dệt qua bao tháng ngày, trong tim con đông đầy tình yêu Chúa mê say. Hôm nay hay sau này, tình Ngài như xuân đáy, ướm trên tay hao gầy, mơ ước đẹp từ nay. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi và chờ chi nữa, hãy cùng đi.